Xin chào anh em đã quay trở lại với Vinthành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chiếc Chimley Stereo đến từ hãng Marantz, model là PM6100SA. Đây là phiên bản version 2 cao cấp hơn dòng 6100SA. Nếu như dòng 6100SA thì nó có giá xuất xưởng là 39.800 yên và phát hành vào năm 2000, thì đây là phiên bản cao cấp. Cái giá xuất xưởng cực cao là 43.000 yên và phát hành vào năm 2003. Đây là một trong những dòng đời cao cấp của hãng Marantz. Nó sẽ cho chúng ta chất âm chi tiết và sạch sẽ, sáng tiếng, mềm mại. Sử dụng toàn bộ là những cái linh kiện cao cấp được áp dụng trong chiếc âm ly này. Toàn bộ mặt trước được thiết kế là phay nhôm màu vàng chanh, nhôm xước. Và đây là nút chỉnh ngõ vào cũng được thiết kế là bằng kim loại, nút volume cũng vậy nha. Dòng này thì nó sẽ hỗ trợ chức năng điều khiển từ xa và em đã làm được một cái kiện học có thể chỉnh full được các chức năng của máy. Với dòng này thì nó sử dụng một cái cọc loa WPT cao cấp của Đức, nên anh em sẽ thấy là nó rất là đẳng cấp nha anh em. Và dòng này thì nó luôn có cái chức năng là reout, thì ta có thể sử dụng để làm re cũng rất là hay. Những cái chức năng cơ bản của máy bao gồm là chỉnh bass, chép, ba lăng. Dòng này thì có luôn low net nha, tắt mở lo để sử dụng để làm re. Về kích thước chiều ngang của âm ly 440 mm, chiều cao là 124 mm và chiều sâu là 340 mm, trọng lượng là 7,5 kg. Dòng này thì được thiết kế khá là kỹ lưỡng nha em, và máy về trong tình trạng là đẹp trong lành, không một vết chày nha. Về thiết kế công suất ra lo, lo 4 ohm là 70W một kênh lo và lo 6 ohm là 60W. Dòng này điện áp là 100V và công suất tiêu thụ điện là 135W. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn thanh để anh em thưởng thức về chất âm của Chimley Marantz 6100SA version 2. Đây là chiếc khiển học cho anh em. Khi mà ta nhấn nút cộng trừ volume thì nấm volume nó sẽ xoay nha. Bên trong có một cái động cơ bên trong. Và nhắc tiếng nè. Khi nhắc tiếng thì đèn màu đỏ sẽ sáng nha. Và từ cái phím số 1 tới phím số 6 đó là các nút chuyển nó vào. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6 nha. Như vậy là điều khiển này chỉnh full chức năng nha anh em. Căn cảnh mặt trước của máy nha anh em. Phay nhôm xước màu vàng chanh, đẹp lộng lanh luôn nha. Về kết nối phía sau âm ly, cặp loa WPT cao cấp của Đức nha, ngõ vào analog, cổng real, điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện là 135W made in Japan. Dòng version 2 cao cấp hơn dòng trơn nha. Chimley Marantz 6100SA version 2, ruột can sạch sẽ hết nha anh em. Dòng này thì nó sẽ đánh là 4 sò thang to. Và đặc biệt là phần rề, sử dụng là 5 con rề, sử dụng giải nhiệt riêng biệt luôn nha. Hai tụ lọc nguồn Nichicom cao cấp. Máy rất là đẹp nha nè. Con này thì đẹp từ bên trong cho tới bên ngoài luôn. Khung sườn máy sáng màu hết nha.
với Chimney Marang BM6100SA version 2 đẹp long lanh made in Sao Băng để anh em có thể chơi nhạc vàng rất hay, cũng như là sử dụng để làm rề, còn bộ rẻ trong tầm giá. Và với Chimney này thì em sẽ bán với giá là 4.200.000 đồng, giá chưa gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em, vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.